là nội dung hạ cân 60 kg, nam nhóm 2. Đang làm thủ tục chuẩn bị ra thi đấu. Thủ 1 đây được bật, thủ 2 thì hết cũng thể, thủ 3 bật bật thôi, thủ 4 bật xem 2 chẳng tại chẳng xa nổi thì ngập. Các trọng tài đang kiểm tra các vận động viên chuẩn bị ra sân thi đấu. Trước khi đấu các trọng tài thường kiểm tra móng tay, móng chân và găng ki giáp cookie của các vận động viên đều đầy đủ làm ra thi đấu. Và hôm nay trọng tài chính Công Minh Lưng từ Vĩnh Long về Trà Vinh làm trọng tài và một số trọng tài của địa phương. Trận thi đấu có những tài năng vận động viên quan tiền đơn vị thị xã Duyên Hải AK Minh Lưng đại phương Tân Long AO. Trận thi đấu do vận động viên Trường Cao Đẳng Nghề trong thi đấu vận động viên Văn Anh Cầu Kè tiếp tục vào trong. Trận thi đấu ba chuẩn bị Minh Quân đơn vị thành phố Trà Vinh AK Chi Tân đơn vị tiếp cận AO.
Điểm số 8-0, trọng tài tuyên bố AK thắng. Trọng tài Lê Văn Bạch thay trọng tài Đặng Công Minh Luân, trọng tài Quốc Thiện, trọng tài Lê Văn Bạch, trọng tài Trần Văn Tơ thay trọng tài Nguyễn Văn Hai. Mời trận thi đấu thứ 3, Minh Quân, đơn vị thành phố Trà Vinh, Duy Tân, đơn vị Tiểu Cần. Trận thi đấu thứ 4, chuẩn bị Gia Hạo, đơn vị Thành Mỹ Châu Thành, AK, Việt Tân, thị xã Duyên Hải, AO. Yeah.
Trong thời tuyên bố, AK Thắng tiếp tục thi đấu cùng dòng. Và trận thi đấu thứ tư, Gia Hảo đã bị Thành Mỹ Châu Thành, Việt Tân bị thị xã Duyên Hải. Mời trọng tài Phạm Ngọc Phương thay trọng tài Quốc Thiện. Thank you.
Sau 7 bóng trọng tài tuyên bố AK thắng, tiếp tục thi đấu phần trong. Mời trọng tài Đỗ Việt Lộc, thay trọng tài Đặng Công Phước Lung, trọng tài Trần Thị Diệu, thay trọng tài Thành Vinh Tơ, trọng tài Hà Quốc Triết, thay trọng tài Thái Hân. Mời trọng thi đấu thứ 5 Hoàng Cướp, trường cao đẳng nghề AK, Quang Tiền, thị xã Duyên Hải, Âu. Trận thi đấu thứ 6 do Hoàng Quyên cầu kè thì khen ở nguyên Hoài An đơn vị Thành Mỹ Châu Thành tiếp tục vòng trong. Điểm số 8-0 trọng tài tuyên bố Âu Thắng tiếp tục thi đấu vòng trong. Mời trọng tài Đặng Công Phước Lung, thay trọng tài mời vận động. Đặng Công Phước Lung phụ một, Nguyễn Tuấn Khải. Đặng Công Phước Lung trên trọng tài chính, Nguyễn Tuấn Khải phụ một. Lên trọng tài Huy phụ hai, Úc Thiện phụ ba, Đặng Công Tơ phụ bốn, trọng tài Cam Sa. Mời trận thi đấu thứ 7 Nhật Tăng, trường Trung học cơ sở Quyền Hội AK, Minh Quân, đơn vị thành phố Trà Vinh, Âu. Thank you.
Lưng kia đi. Lưng. Dấu sao vào trọng tài tuyên bố ở thân phận. Mời trận thi đấu thứ 8, gia hào đơn vị Thanh Mỹ Châu Thành, AK, Hồng Minh, Đại Phước, Càng Long, Âu.
Điểm số 9-1 trọng tài tuyên bố AK thắng. Tiếp tục thi đấu vào trong. Mời trận bán kết 1, Quang Tiền đơn vị thị xã Duyên Hải, AK Hoài An đơn vị Thanh Mỹ Châu Thành AO. Mời thầy lục tài trọng tài chính đến bắt của 1 Trần Thị Nhiều, 2 Thái Hân, của 3 Phạm Hoàng Hương, của 4 Dương Văn Phú Bảo, trọng tài Canh Sa, quận Nhân An. Điểm số 8-0 trọng tài tuyên bố AK thắng vào thi đấu chung kết. Mời tổ trọng tài. Mời trận bán kết 2, Minh Quân đơn vị thành phố Trà Vinh AK, Gia Hào đơn vị Thanh Mỹ Châu Thành AO. Trọng tài chính đẳng cấp Minh Quân. Một Thạch Phùng Tâu, phụ hai Tấn Khải, phụ ba Tấn Nguyện, phụ bốn Thái Hân, trọng tài Canh Sa Đỗ Minh Ngọc.
Điểm số 6-0 trọng tài tuyên bố AK thắng vòng thi đấu chung kết. Sau thời gian giải lao, có một thẻ chữ A trận tranh đôi chung đồng và trận tranh đôi chung vàng. Quan Tiện đơn vị thị xã Duyên Hải AK, Minh Quân đơn vị thành phố Trà Vinh AO. Chính đẳng trong kinh luân. Khu 1 Nguyễn Tuấn Hải, khu 2 Lê Trần Hoàng Huy, khu 3 Thái Hân, khu 4 Thành Kinh Tơ. Cầm bàn cát xa, tổ chức hành. Thank you.
đứng đòn mạnh lắm, không phải gắn chịu đựng cứ chịu hết nổi mới cung phải có tinh thần thể thao. Điểm số 4-0 trận bài trước đó, vận động viên Minh Quân đơn vị thành phố đã có chiến thắng giành huy chương vàng, và vận động viên Quang Tiền thị xã Duyên Hải đạt huy chương vàng.